Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức, cựu Tổng thống George Bush nói về việc ông Trump tấn công truyền thông, chính sách gây tranh cãi về di dân và vụ tai tiếng Nga tin tặc. Cựu Tổng thống Mỹ George Bush tuyên bố là ủng hộ chính sách nhập cư, theo đó chào đón người nhập cư và ủng hộ luật pháp. Theo chương trình truyền hình TDA, ông Bush bắt đầu với việc bênh vực ngành truyền thông và nói rằng tự do báo chí là điều không thể thiếu được đối với nền dân chủ. Phát biểu với nhà báo Matt Lawyer của đài truyền hình TDA, nguyên Tổng thống George Bush nói: "Chúng ta cần một truyền thông độc lập để người như tôi phải nghĩ đến trách nhiệm. Quyền lực dễ làm cho người ta say mê và thoái hóa." Ông Bush nói tiếp. Cựu Tổng thống George Bush được hỏi về vai trò của truyền thông trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gần đây gọi họ là kẻ thù của người dân Hoa Kỳ. Với tuyên bố ủng hộ chính sách nhập cư cởi mở và đề cao vai trò của giới truyền thông trong xã hội Hoa Kỳ, cựu Tổng thống George Bush đã thể hiện sự không đồng tình với chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump. Ông Bush nói, trong suốt hai nhiệm kỳ, ông đã từng bỏ ra nhiều thời gian để tìm cách thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin hãy khuyến khích một nền báo chí độc lập. Ông Bush cũng đề cập đến vấn đề gây tranh cãi về các cố vấn của ông Donald Trump và vai trò mà họ có thể có dính vào vụ tai tiếng liên quan đến tin tặc Nga tìm cách can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông dành câu trả lời liệu có cần một công tố viên đặc biệt để điều tra vụ tai tiếng đó cho các lãnh đạo của Ủy ban Tình báo Thượng viện, và chỉ có nói, theo tôi, tất cả chúng ta đều cần câu trả lời. Cựu Tổng thống Bush cũng được hỏi về sắc lệnh gây tranh cãi về việc cấm di dân từ những nước có đa số dân Hồi giáo của ông Donald Trump và rằng ông ủng hộ hay chống lại sắc lệnh đó. Thì ông Bush trả lời rằng tôi ủng hộ một chính sách mở rộng cửa đón nhận di dân và duy trì luật pháp. Liên quan tới quan hệ của tân chủ Nhà Trắng với giới truyền thông, cựu Tổng thống George Bush tuyên bố nước Hoa Kỳ cần một nền báo chí độc lập để buộc chính giới hành động có trách nhiệm. Đây không phải lần đầu tiên chương trình nghị sự mà chính quyền tân Tổng thống Donald Trump hướng tới vấp phải sự chỉ trích của giới cựu lãnh đạo nước Hoa Kỳ và gây tranh cãi. Trước khi mãn nhiệm, Tổng thống Barack Obama cũng đã cảnh báo chính quyền kế nhiệm không nên hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran vì đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực đàm phán của Washington và nhiều cường quốc khác và là sự tượng trưng cho sự đồng thuận giữa các nước tham gia đàm phán chứ không đơn thuần là một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Chính sách hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ công dân 7 nước có đa số là người Hồi giáo gây không ít tranh cãi trong chính giới và dư luận trong và ngoài nước Hoa Kỳ. Trong quan hệ với giới truyền thông, Tổng thống Donald Trump được đánh giá là vị Tổng thống thiếu thân thiện sau khi ông tuyên bố sẽ không tham gia, không dự tiệc của Hiệp hội các phóng viên đưa tin Nhà Trắng, WSCH, đồng thời không cho phép một loạt các hãng truyền thông lớn tham dự một cuộc họp báo thường kỳ ở Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Ông cũng chỉ trích ngành báo chí không trung thực, gọi các hãng truyền thông đưa tin tức giả mạo và kẻ thù của người dân Hoa Kỳ, cho rằng sự thiếu trung thực của giới truyền thông đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thông tin này được Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Kính thưa quý vị, không biết rồi cái sự tranh luận này được ngã ngũ như thế nào, dù biết bao nhiêu chống đối. Theo thông tin của hãng thông tấn Associated Press, ngày 28 dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao trong chính phủ Hoa Kỳ, cho biết là Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ký sắc lệnh hành pháp về người tị nạn và nhập cư trong ngày 1 tháng 3 tới, một ngày sau khi ông có bài phát biểu trước các nghị sĩ trong phiên họp tại Quốc hội Hoa Kỳ. Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer hôm 27 tháng 2 đã tiết lộ với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ rằng sắc lệnh hành pháp mới có thể sẽ được Tổng thống Donald Trump ban hành vào giữa tuần này sau một thời gian cân nhắc. Tổng thống Donald Trump dự kiến công bố sắc lệnh di trú mới từ tuần trước nhưng sau đó bất ngờ hoãn lại. Theo ông Spicer, tân Tổng thống muốn đảm bảo rằng một khi ông đã ký sắc lệnh thì sắc lệnh đó phải được thực thi một cách hoàn hảo nhất. Trước khi bị tòa án liên bang đình chỉ sắc lệnh di trú đầu tiên do Tổng thống Donald Trump ban hành vào 27 tháng Giêng vừa qua, đã yêu cầu tạm dừng các chương trình tiếp nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ trong vòng 120 ngày, đồng thời cấm công dân của 7 quốc gia có đông dân Hồi giáo gồm Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen vào Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày. Sắc lệnh đầu tiên sau khi ra đời đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của một bộ phận công chúng Hoa Kỳ. Giới tư pháp cũng như các công dân nước ngoài đang có ý định nhập cảnh vào Hoa Kỳ
song bị cản trở bởi lệnh cấm của ông Donald Trump. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Hoa Kỳ trong khi nhiều người bị lực lượng an ninh nội địa bắt giữ tạm thời khi chuẩn bị tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Theo cố vấn chính sách Nhà Trắng Stephen Miller ngày 21 tháng 2 cho biết, về cơ bản, sắc lệnh di trú mới sẽ giống phần lớn sắc lệnh di trú đầu tiên và những điều chỉnh trong sắc lệnh mới sẽ tập trung chủ yếu vào những khác biệt nhỏ về kỹ thuật. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ John Kelly đã mô tả lệnh cấm nhập cư thứ hai là một phiên bản được sắp xếp hợp lý hơn so với ban đầu. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump nói rằng sắc lệnh hành pháp mới của ông về vấn đề nhập cư sẽ được điều chỉnh để xử lý ổn thỏa các vấn đề pháp lý, khắc phục những hạn chế từ sắc lệnh đầu tiên. Kính thưa quý ông bà cô bác, một chút thông tin xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhấn đăng ký và thích kênh. Xin trân trọng.